Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Kim Long xin giới thiệu một chiếc đồng hồ Angelus. Đây là phiên bản đồng hồ không được sản xuất thương mại như các dòng đồng hồ khác. Số lượng nó không có nhiều trên thị trường. Đây là dòng máy 10 gông, 10 búa, 10 gông đồng. Bộ máy rất là nặng, to. Đây là dòng Angelus chơi 3 bài: Westminster, Angelus và Clochette de France, bài dân ca của Pháp. Một chiếc thùng rất là dày dặn, chắc chắn, rất là nặng. Đây là hàng em nhập nguyên bản từ Pháp. Máy móc còn nguyên zin, thùng thì rất là dày dặn. Các bác nghe thử chuông. Đây là bài Angelus. Chơi 10 gông đồng, âm rất là vang, ngân. Âm thanh rất là vang, cái độ ngân nó rất là dài. Sau đây em xin chuyển qua bài Westminster, một bài nhạc truyền thống mà hầu như các dòng đồng hồ cổ nào cũng có. Và cuối cùng là bài Clochette de France, bài dân ca Pháp. Thank you.
Vâng, em xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.